Chào mọi người nhá. Hôm nay em có rất nhiều khúc khắc ngọt thủ phục linh đây các bác này. Dân gian người ta có câu là thuốc nam thuốc bắc không bằng khúc khắc trên rừng. Bởi vì cái hàng này nó vừa là giá thành nó rẻ mà lại khỏe người các bác ạ. So với những cái loại mặt hàng khác thì khúc khắc ngọt thủ phục linh này là nó giá nó tương đối là rẻ, chỉ có 50.000 một kg tươi thôi các bác nhá, mà là hàng già trọn như trên hình đây các bác này. Xịt rửa sạch sẽ đấy. Có những củ ở đây là đến 4,5 đến 5 kg đây này, hai củ này này. Và đây chỉ có 2 giây thôi các bác, do đất đá nó cứng cho nên là bà con đào là nó gãy hết ra. Đấy, còn về đây là em xịt rửa sạch sẽ như vậy cho các bác đấy. Đấy. Dân gian người ta đúc kết cái câu là thuốc nam thuốc bắc không bằng khúc khắc trên rừng ở đây nó có nhiều ý nghĩa lắm. Một là về công dụng của nó, vì cái này là công dụng của nó là đến hơn 20 công dụng khác nhau mà. Cái thứ hai giá thành nó rẻ nữa. Đấy. Và cái công dụng của nó thì chủ yếu nhất đó là những cái công dụng như sau. Đó là thứ nhất là nó được đông y sử dụng để trị đau lưng mỏi gối này bác này, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa xương khớp. Rồi nó giúp hạ mỡ máu, điều hòa huyết áp. Đặc biệt là nó có khả năng lọc máu, giải độc cơ thể, giúp mát gan, khỏe thận và mạnh gân cốt, khỏe sinh lý các bác nhá. Đấy là những công dụng hết sức nổi bật của củ khúc khắc ngọt hay còn gọi là thổ phục linh đấy. Ngoài ra thì thổ phục linh ngâm rượu hoặc nấu nước uống trong cái mùa hè này thì còn giúp chúng ta giải nhiệt cơ thể, giải khát và làm mát cơ thể, ngủ ngon giấc. Đặc biệt là khi chúng ta phối hợp nó với cây cải trời thì những cái người mà bị viêm da cơ địa, vải nến thì uống cái này vào nó sẽ hết ngứa ngáy cơ thể, đặc biệt là những cái người mà chức năng gan suy giảm này, uống rượu bia nhiều hoặc do trời nắng nóng làm cho nó nổi mẩn ngứa mụn nhọt này, đặc biệt là các cái bệnh như là tổ đỉa hoặc là vẩy nến á sừng này, thì chỉ có dùng cái này thì nó mới lặn được rồi các bác ạ. Này, nó lặn này, nhưng mà nó không bao giờ khỏi hẳn được đâu nhá các bác, bởi vì viêm da cơ địa là nó đã là do cái cơ địa của chúng ta rồi này, nhưng mà chỉ dùng cái củ này là nó hiệu quả nhất thôi, mà nó không gây hại cho gan cho cơ thể chúng ta. Chứ các bác mà dùng kháng sinh để mà các bác điều trị cái viêm da cơ địa thì nó có lặn đấy, hoặc các cái thuốc bôi đấy, nhưng mà lại hại gan các bác ạ. Còn cái này thì nó không hại gan. Đấy chính là cái ưu điểm của khúc khắc ngọt thổ phục linh mà những cái loại thuốc khác là không có được các bác nha. Đấy. Còn ngâm rượu thì cái loại này là rượu nó ra màu đỏ này, vị ngọt dễ uống cho nên người ta mới gọi là khúc khắc ngọt các bác nha. Còn cái tên của nó khoa học đông y người ta gọi nó là thổ phục linh là bởi vì là cái loại này là nó ở dưới đất này. Đấy. Thổ là đất mà. Đấy. Phục ở đây nó là khôi phục. Còn linh là nó lấy cái linh khí của đất. Đấy. Của cái yếu tố thổ đấy để mà khôi phục lại các cái chức năng của cơ thể, trong đó có cái hai cái chức năng đó là gan và thận đấy, bởi vì chúng ta khi có tuổi rồi thì chức năng gan thận nó suy giảm các bác ạ. Đấy. Thậm chí là cái này nó giúp cho khỏe sinh lý là cũng bởi vì là gì đây, nó làm mạnh gân cơ này đấy. Mạnh gân cơ các bác nhá, lọc máu giải độc và tăng cường chức năng lọc máu của thận đấy. Thận có khỏe thì sinh lý nó mới tốt được các bác đấy. Gan cũng vậy, hai cái tạng này rất là quan trọng các bác nhá. Ngoài ra nó còn bổ dạ dày nữa nhá, cái này ấy, những người mà bị đường ruột mà có vấn đề dạ dày yếu kém thì uống cái này nó cũng rất là tốt cho dạ dày này. Bác yên tâm mà sử dụng nha, dạ dày đại tràng. Thì nó có hơn 20 công dụng, cái đây em chỉ nêu những công dụng cơ bản nhất mà đông y thường nhắc đến hay sử dụng nó để mà điều trị. Còn trong cái bài thuốc mà đau nhức xương khớp ấy, những người mà bị thoái hóa xương khớp nặng ấy, thì người ta dùng cốt tối bổ này, tức là củ tắc cái đá này, thổ phục linh này, tức là cái củ khúc khắc ngọt này đây, thiên niên kiện này, ngưu tất nam này. Này, rồi là những cái vị rẻ tiền khác như là cái rễ của cây sổ hoa tím này, hay là rễ cây la lốt này. Đây là cái bài thuốc rẻ tiền các bác ạ. Còn cái bài thuốc mà nó giá thành nó cao hơn một chút thì cũng có các cái vị thuốc em vừa mới nêu đấy, đó là cốt tối bổ, thổ phục linh, thiên niên kiện, ngưu tất nam đấy, nhưng mà lại thêm các cái vị mà nó giá trị hơn, đắt tiền hơn, đó là hà thủ ô đỏ, sâm đương quy, rồi là cát sâm, vân vân. Thì đấy là những cái vị mà nó có giá trị cao hơn để điều trị thì nó mới hiệu quả được các bác ạ. Tuy nhiên cái đau nhức xương khớp mà những người mà đã có gai rồi, thoái hóa đốt sống mà nó nặng lâu năm rồi thì cái này nó chỉ giúp gọi là cho chúng ta khỏe lên được khoảng độ 70-80%, chứ 100% nó không có đâu nhá. Những cái ai mà cứ nói là chữa đau nhức xương khớp là cam kết khỏi 100% thì đấy là những người mà người ta lừa đảo thôi các bác ạ. Đấy, còn em thì cái gì em cứ nói thật. Đấy, còn nó được đến đâu còn là do cái cơ địa mỗi người và cái khả năng khôi phục của mỗi người nữa. Nó hợp thầy hợp thuốc nữa các bác ạ. Nếu như bác nào mà có nhu cầu mua cái củ khúc khắc ngọt thổ phục linh như trên hình đây, trên video em quay rất là thực tế đấy, thì các bác liên hệ với em theo số điện thoại là 0388 898 4410 và đó là số Zalo của em luôn. Vâng, xin chào và hẹn lại các bác trong những video tiếp theo.